quan trọng khác. Thưa quý vị, đã có kết luận ban đầu về vật được coi là vật thể lạ rơi xuống xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa của tỉnh Tuyên Quang. Các lực lượng chức năng cho biết đây không phải là vật thể lạ, không phải bom mìn, vật liệu nổ và cũng không phải là thiên thạch, mà có thể là một bình chứa oxy hoặc bình chứa hydro của một thiết bị trên không trung do trục trặc kỹ thuật đã rơi xuống đất. Trước đó, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Mỹ và huyện Chiêm Hóa, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày hôm qua, tại thửa ruộng của gia đình ông Quan Văn Học ở thôn Nà Giàng, xã Tân Mỹ, phát hiện một vật thể hình cầu bằng thép có chu vi hơn 2 mét, hai đầu bịt kín có trọng lượng khoảng 50 kg. Trên bề mặt có một dòng chữ của nước ngoài. Hiện Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền để người dân hiểu đúng nội dung, vấn đề, tránh gây hoang mang trong nhân dân. Ngay sau khi có kết luận ban đầu, thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã đi di chuyển vật thể đó về nơi an toàn để chờ các cơ quan chức năng có kết luận.